khí hư như thế nào để cảnh báo là chúng ta đang có vấn đề về phụ khoa? Đầu tiên nhất thì mọi người để ý giúp cho bác sĩ Hoa là về số lượng. Nếu như mà bình thường chúng ta sẽ có tăng dịch vào ngày giữa chu kỳ và sắp đến chu kỳ, đấy là hoàn toàn bình thường. Và ngày giữa chu kỳ lúc đấy cái lượng estrogen của mọi người nó lên tới đỉnh điểm và nó sẽ làm cho chúng ta tăng tiết dịch. Nhưng cái dịch ở đây nó sẽ trong như lòng trắng trứng thôi và nó sẽ chỉ diễn ra trong khoảng tầm 1 tới 2 ngày và nó không có mùi cũng không gây ra khó chịu gì cho mọi người cả. Nhưng khi cái số lượng dịch đấy nó tăng lên và nó tăng từ đầu cho tới cuối và nó kèm theo cái tình trạng này, mọi người có thể có thấy mùi nhiều hơn hoặc là mọi người sẽ thấy cái màu sắc nó bất thường, có thể là màu vàng, màu xanh và nó có kèm theo ngứa. Nếu như cái khí hư của mọi người mà nó màu trắng, nó bợt như cái bã đậu ấy và nó ngứa điên đảo vào buổi tối nữa thì khả năng, nhưng nó không có mùi, thì cái này là khả năng mọi người có nấm âm đạo. Nếu như mà mọi người có kèm theo cái khí hư mà nó màu vàng hoặc là màu xanh, nó kèm ra hơi ngứa nhưng nó cũng kèm theo có mùi nữa thì khả năng là mọi người bị viêm do tạp khuẩn. Nếu như nó còn kèm theo có bọt nữa thì khả năng nó là do trùng roi. Và một cái trường hợp nữa là mọi người không ngứa nhưng nó sẽ có mùi và cái mùi này nó kéo dài từ đầu tháng cho tới cuối tháng và nó kéo dài liên tục trong nhiều chu kỳ. Nó kèm theo cái tình trạng mà mọi người sẽ bị đau sau khi sinh hoạt vợ chồng, có thể ra một chút cái máu sau khi sinh hoạt hoặc là nó sẽ ra máu hoặc là ra cái dịch nó bất thường, hơi màu hồng hồng hoặc hơi màu nâu sau khi mà mọi người sinh hoạt vợ chồng thì khả năng là mọi người đang có cái tình trạng bị viêm lộ tuyến. Với những cái trường hợp như thế này thì bác sĩ Hoa khuyên thật là mọi người nên tới các cơ sở y tế gần nhất để mọi người khám trong một lúc này để mới biết được chính xác cái đấy có phải là do viêm lộ tuyến hay không, có bị do viêm âm đạo hay không, có bị do nấm hay không. Bởi vì khi khám xong như thế các bác sĩ mới xem được chính xác cái tổn thương của mọi người là gì. Sau đấy thì các bác sĩ sẽ lấy một ít cái dịch âm đạo của mọi người đi để có thể soi xem là ở đấy cái nguyên nhân gây ra thì nó là do vi khuẩn này, do nấm này hay là do cái ký sinh trùng. Một phần nữa là trong cái lúc mà khám trong như thế các mọi người hoàn toàn có thể yêu cầu là chúng ta kiểm tra luôn cái nguy cơ ung thư cổ tử cung. Nếu như mà mọi người khám trong mà mọi người làm luôn cái test, ở đây là có test HPV, nó xem nó có dương tính hay không này, và chúng ta sẽ lấy làm cái pap test luôn, có nghĩa là các bác sĩ sẽ lấy luôn một ít những cái tế bào ở trên cổ tử cung đi soi nhuộm cái tế bào đấy xem nó có nguy cơ chuyển thành ác tính hay không, và nó có thể phát hiện ra ung thư cổ tử cung ở giai đoạn rất là sớm, cực kỳ là sớm, và mọi người hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cái phương pháp quét tóp thôi, nghĩa là chúng ta còn không cần phải can thiệp bằng phẫu thuật luôn ấy. Thì nếu như bất kỳ một cái gì mà nó bất thường thì mọi người nên đi khám để các bác sĩ biết được cái nguyên nhân và từ đấy điều trị, để tránh chúng ta điều trị mò. Và trong cái đằng nào thì cũng tiện công đi khám thì mọi người sẽ khám luôn là chúng ta siêu âm ổ bụng xem là nó có u xơ hay không, nó có những cái vấn đề gì về lạc nồi mạc tử cung hay không, bụng tử cung buồng trứng còn tốt hay không, và siêu âm luôn được cả tuyến vú của mình xem là nó có u cục gì hay không, để từ đấy chúng ta có những cái phương pháp điều trị nó sớm nhất. Còn trong những trường hợp mà mọi người đã đi khám rất là nhiều lần rồi, cái nguyên nhân nó là cứ tái đi tái lại rồi ạ, thì khả năng là mọi người bị tái đi tái lại do cái tình trạng kháng thuốc của mọi người là một, và cái hai nữa là do cái tình trạng mà mọi người đang bị cái suy giảm cái sự miễn dịch. Tại sao cái nấm và cái vi khuẩn nó có thể phát triển được trong cái môi trường âm đạo? Mọi người nên biết là như thế này, trong cái môi trường âm đạo của phụ nữ nó có tầm 90% là lợi khuẩn, luôn luôn có sẵn 9% là hại khuẩn và 1% là nấm, tức là lúc nào nó cũng ở đấy. Nhưng tại sao đến cái giai đoạn đấy nó mới bùng nổ, và tại sao trong bản thân mình thì nó bị mà những người khác thì vẫn khỏe mạnh bình thường, là bởi vì bản thân cơ thể mình phải yếu, nó phải có cái môi trường thuận lợi cho những cái con hại khuẩn kia nó phát triển thì nó mới phát triển, và đấy là cái nguyên nhân nó bị đi bị lại. Và bác sĩ Hoa hay lấy ví dụ là nó giống như ở một cái chỗ môi trường rêu, lúc nào trong không khí nó cũng có bào tử rêu, nhưng tại sao ở cái góc tường, những chỗ mà ẩm thấp thì rêu nó mới phát triển? Bởi vì ở chỗ đấy nó mới là cái môi trường thuận lợi. Thì trong cơ thể của mình vẫn thế, muốn để điều trị được nó dứt điểm mọi người sẽ cần phải có kết hợp rất nhiều phương pháp trong đấy. Chắc chắn là mình sẽ vẫn phải sử dụng cái đa phần là sẽ phải sử dụng cái kháng sinh và kháng nấm để chúng ta diệt tạm thời cái kháng sinh kháng nấm đấy một cách nhanh chóng để hết mùi, hết triệu chứng ngứa và có thể giảm các triệu chứng khó chịu cho mọi người. Nhưng cái kháng sinh và kháng nấm đấy nó là cái kháng sinh và kháng nấm rất là rộng, nó sẽ làm cho mất cái độ pH và làm khô cái môi trường âm đạo. Nếu như mà mọi người chỉ đặt không thôi thì lúc sau nó vẫn là môi trường thuận lợi cho những cái con kia nó phát triển lên, nên nó rất hay bị lại. Thì mọi người cần phải có một cái viên nữa được gọi là viên tạo môi trường. Cái viên tạo môi trường này thì đa phần nó là cái chiết xuất từ thảo mộc, nó có cái tính kháng khuẩn rất là nhẹ. Ngoài cái việc mà nó sát khuẩn nhẹ nhàng, nó sẽ làm cho có những cái màng bọc bảo vệ dưới dạng vật lý, nó bọc dưới các niêm mạc, những cái niêm mạc mà âm đạo của chúng ta vừa mới đặt thuốc vừa bị viêm nhiễm xong nó còn rất là yếu đúng không? Thì khi mà bây giờ nó sẽ tạo ra một cái màng vật lý bảo vệ tạm thời trong cái lúc mà chúng ta đặt thuốc đấy, để tránh những cái con vi khuẩn, những con nấm nó có thể tiếp tục sinh ra bệnh. Và nó cũng có thể ở trong cái thành phần những cái viên đặt đấy có thể nó sẽ có thêm luôn cả cái phytoestrogen, tức là nó có cái estrogen từ thực vật để nó làm tăng cường cái sự dày lên của niêm mạc, cái tăng cường cái sự ham muốn hay khói cảm của mọi người. Điển hình giống như là cái viên mà Benostan như thế này thì mọi người có thể đặt thêm sau cái quá trình mà mọi người đặt cái kháng sinh và kháng nấm. Nhưng về cơ bản thì là do tổng hợp cái môi trường âm đạo của chúng ta nó đang có cái rối loạn lợi khuẩn, thì bằng cách là chúng ta phải bổ sung cái lợi khuẩn vào. Cái lợi khuẩn thì có một cái nó không có gì đặc biệt trong quá là đặc biệt trong những cái con lợi khuẩn hay những cái loại men khác nhau cả. Nó chỉ khác nhau ở một chỗ là nó phải có cái công nghệ làm sao cho những cái con lợi khuẩn đấy khi mà đi vào trong cái đường dạ dày của mọi người, nó phải đi qua được cái dịch dạ dày. Chứ nếu như mà cái lợi khuẩn đấy nó cũng nằm ở trong cái sữa chua của mọi người thôi, mọi người ăn tăng sữa chua lên thì là nó cũng đã có lợi khuẩn rồi. Nhưng cái môi trường, cái dịch dạ dày nó rất là axit, đi qua đấy là gần như nó diệt gần hết cái lợi khuẩn đấy rồi, đi xuống dưới nó không được bao nhiêu nữa. Thì mọi người có những cái loại men mà nó là chuyên dụng ấy, nó có những cái giọng bọc vi nang, thì những cái vi nang đấy đi qua nó có thể kháng lại được cái dịch dạ dày và nó đi xuống dưới cái đại tràng của chúng ta. Khoảng sau 1-2 giờ sau nó sẽ giải phóng ra, thì những lúc đấy cái lợi khuẩn nó mới có thể phát triển được, nó đi qua được cái hàng rào cái dịch dạ dày. Và những cái con lợi khuẩn nó cũng phải cần có cái thức ăn để cho nó phát triển, bằng cách là những cái loại men mà nó cao cấp ấy thì nó sẽ tăng cường bổ sung luôn cả cái thức ăn đấy cho cái vi khuẩn đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại được cái cân bằng lợi khuẩn. Và đấy mới là cái phương pháp về lâu về dài để tránh cho cái việc mà chúng ta bị tái đi tái lại. Nếu như mọi người cứ thường xuyên bị nhiễm khuẩn, mọi người bị viêm lộ tuyến, mọi người đang có HPV, hoặc là chúng ta bị nấm tái đi tái lại, thì theo cái hướng mà bổ sung lợi khuẩn mới là cái hướng đi lâu dài mà mọi người nên áp dụng. Thêm vào đấy là mọi người phải tăng cường cái sức đề kháng của mình lên bằng cách là chúng ta ăn uống đúng và tập luyện thể dục thể thao thêm lên.